Kính thưa quý vị, một tin buồn đến với cộng đồng chúng ta và người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các anh em trong binh chủng không quân. Anh Lý Tống, anh hùng Lý Tống, chim ó, ó đèn Lý Tống đã vĩnh viễn rời xa chúng ta lúc 9 giờ 16 phút ngày hôm nay, tức là thứ Sáu ngày mùng 5 tháng 3 năm 2019 tại San Diego. Chúng tôi trân trọng được kính báo tin này đến toàn thể đồng bào hải ngoại và các kiều bào chúng ta sống khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy nén lại một chút nhang lọc để tưởng nhớ đến anh hùng Lý Tống. Ó đen Lý Tống đã vĩnh viễn ra đi trước sự mất mát to lớn của cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Một tin buồn đến với cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Anh Lý Tống đã ra đi lúc 9 giờ 16 phút ngày hôm nay, tức là thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2019.